mấy đứa này nhỏ nhỏ biết biết lội chứ cắt lục bình nè con. Đưa cái sào lại đưa cho nó nắm. Đi chạy lại đi, sao mỗi cái tay dữ vậy. Ngày được nhiêu bó con? Ngày được có chục bó. Chục bó à? Rồi mấy bó này mới được bó khô. Rồi bó khô được nhiêu tiền? Bó khô được nhiêu tiền? Thường á, thường bó vậy cân được nhiêu? Một ký nhiêu con? Tính tấn. Tấn nhiêu? Tấn 350. Gì tấn nhiều lắm à. Viên tấn 350, tấn 3,5 triệu. 300. Ghé vậy. Rồi cho con 4 bọc nha. Rồi cho mấy, nha. Mấy em đứa 1 bọc nha. Chị nhau nha con. Dạ. Chú cho mỗi đứa 1 bọc nha. Khoai nha. Dạ. Nghèo quá thấy tội nghiệp phải không? Con ta là tuổi học này đi làm kiếm tiền. Có đi học không con? Khoan 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 khoan. Không có máy rồi. Em anh vô dẫn lấy cái cặp giùm em nghe. Ủa vậy đó hả? Không có bảy rồi kìa. Không có bảy hả? Đứng đây đây đợi đây đây rồi chú cho tiền đi học. Rồi con nhỏ nó đi học chưa? Lớp mấy rồi? Lớp 1 hả? Rồi con à chị em một nhà hay sao? Một nhà luôn hả? Này đi dọc đường tình cờ nè. Nè coi. Cho 4 đứa 1 triệu nha. Lần này chị Quyên ở Bình Thạnh gửi cho 4 đứa nha. Dạ. À, kiếm tiền đi học nha con. Dạ. À. Bạn bay mất, túi đi. Bỏ túi đi con. Thấy đứt ruột quá ha. Máy ba lớn này là cắt lục bình nè. Con cẩn thận nghe nè, coi chừng lọt ra ngoài cái vỏ là không biết lỗi á. Út này biết lỗi chứ con? Biết lỗi luôn hả? Xuống nước miền Tây, mới lớn biết lỗi hết rồi. Yeah, mới nhỏ nhỏ không mà giờ cắt lục bình hết rồi. Thấy đứt ruột không? Nhà con phải về nhà gần nhà chú Hiền á không? Hả? Phải gần nhà chú Hiền không? Thấy đất gỗ ha. Cho 1 triệu mừng quá trời. Tụi con hai đứa học lớp mấy rồi? Hai đứa chờ gần chỗ em Út á. Ờ, hai đứa đó. Lớp 5 à? Nhà nghèo mấy ba lớn biết làm kiếm tiền à. Rồi cho con gửi bác hai bịch khoai. Dạ, dạ. Cảm ơn chú Thiện. Dạ. Rồi xách vô nhà đi con, đừng có đứng dạ, đây. Đây tôi xách luôn ra khỏi dạ. Chú ngoại lên không? Rồi vô luôn chị. Chị bịch. Hả? Khoai nẻ Long Thạnh. Rồi chị vô luôn, ngừng bịch. Rồi con lấy con vịt đi con. Kêu vòng vòng đây đeo khẩu trang vô mới được nha.
con xin hai bọc tại nhà con vô. Ừ, lấy vịt ra đi. Rồi nhận bịch đi chú. Dạ, mỗi nhà một bịch nha. Rồi vậy chú lấy hai bịch đi. Dạ. Dạ dạ rồi. Rồi. Bà con nhận đi, người bọc đi. Rồi mỗi gia đình bọc thôi nha. Tại vì mình đi cho nhiều chỗ lắm. 10 ký đó rồi có gì chia nhau ra. Vô con. Mấy đứa ngoài vô kìa. Sắm này hết chưa? Sắm này xong chưa? Đợi xin bịch đi còn nhà ông hai nữa. Tại ông đi sửa máy ông. Rồi cho ông bịch nó đi. Rồi tấp vô cô ơi. Dạ. Này nó chận ơi. Chận hơi cô nên chua vô mặn tí. Rồi người nhận bịch đi chị. Rồi hai người hai bịch. Này cầm đi. Dạ. Rồi nhận phần đi chú ơi. Dạ. Bây giờ máy lại luôn. Rồi thải xong bịch. Rồi gửi cho cô một bịch nha cô. Cháo đông không? Nhà cháu đông không? Xuống cầu coi lấy nè con. Rồi nhận khoai đi con. Coi vòng vòng đây có ai đó kêu lại luôn đi con. Kìa đứa xách bọc về cái đây rồi kêu lại. Người một nhà bọc thôi nghe. Rồi, thả xuống đây. Rồi nhỏ đó là nhỏ là xóm 300 mấy đó, gần 400 ngàn. Hôm nay từ thiện gửi khoai cho hai cô nha. Không dám xuống. Rồi để cho con bọc nó đi. Người bọc á. Dạ. Người bọc. Dạ. Con mấy em ăn con? Ức. Con cho qua lộn á. Dạ. Không. Ức kìa. Dạ nó có rồi. Bưng đâu có nổi. Dạ. Đi mau. Cảm ơn luôn. Rồi, lấy bọc đi con. Xuống lấy khoai nữa.
Để cho nó hai bọc đi, nhà này đông. Cho chú gửi hai bọc khoai nghe. Cha mẹ có nhà không? Đủ. Ở đây chơi đừng có xuống sông nghe con, ở trên bờ thôi nghe. Cưng là con của cô ấy hả? Cho anh gửi hai bọc khoai nha, đem lên đi. Cha mẹ đâu vậy? Rồi đứa đó nhận bọc đi con, rồi nói cảm ơn chú. Cảm ơn. Ừ. Không ai cho gì mình nói cảm ơn vậy đó. Rồi vô vô đó, mấy đứa nhận luôn. Con có lấy không? Hả? Lấy không? Thì con lấy một bịch đi. Con lấy một bịch đi. Con lấy một bịch đi, đem về cho ngoại đi. Đó, giỏi không? Đó, cái đó của bà Thím mà, cái này con lại đây, con lại cậu cho đây. Dạ. Nó sắp cho bà Thím. Đây con. Nổi không? Nổi. Dạ. Cảm ơn. Khiêng hai chị em luôn. Rồi nhận đi cô. Dạ bọc nào cũng được hết. Không có bọc nào 12 kg đâu, 10 kg không à. Sao không để 20 kg? Để 20 kg sẽ bưng không nổi. Dạ. Tao đi với nhân, mấy nhân tao ở đâu rồi nè. Rồi gửi chú một khoai chú. Đi vậy cho nó vui. Không ai biết chạy xe hết. Giờ như vỏ này là không người nào biết chạy xe hết. Rồi cho vỏ đó 5 bọc đi. 5 người. 2 bọc nữa. Rồi đủ. Đủ rồi đó. Dạ. Dạ dạ. Đi có bữa trời.
Em có mua không? Có mua không? Để mũi lại. Mua đi. Rồi. Đó kìa, cái bọc đó. Nhận nhận đi anh. Ừ. Đi. Ừ, có mày nữa. Đi, mẹ kêu nhà nó con đi con xin nữa. Đi vậy đó. Ngày hai hai đứa lớn này lên đi, bỏ đi bỏ qua chở, bắt qua chở về cho con. Rồi thảy xuống 5 bịch đi. Còn anh lên đi bộ đi con mất ba. Ba. Ở đây mất ba được không? Là bộ luôn á, rồi dắt em về đồng hoàng nghe Hoàng Anh. Cái tay luôn. Để gửi người ta ấy ta cần người ta lại đi. À đây mấy đứa nữa thì đông quá nè. Đông vậy thì cho vậy là cũng nhiều rồi. Mà bẻ xuống đi con. Rồi cho bên kia hai bọc kìa. Gửi cho mấy đứa trên bọc nó kìa. Mấy bọc rồi tới. Cho mấy đứa trên bọc nó kìa. Xuống lấy đi mấy đứa, đứa con bịch đi. Cho con đứa con bịch đó. Cho bà con bịch luôn đó. Hai trăm tuổi luôn kìa. Sắm người đang nhìn nên tao thấy sợ lắm á. Tao ăn chút xíu. Rồi người bọc nha. Lấy giùm bên sông đó hai bịch luôn đi. Cho lãnh giùm đó. Đó lãnh giùm bên đây nè. Hộ bên đây nè. À, lấy giùm hai bọc đi.
Thì đó cho hai bịch đó là bốn bịch đó. Hai bịch. Rồi. Được rồi đó. Nhìn nè. Có rồi, có rồi. Nè, bê bọc luôn. Nè, bê bọc cái nào, tôi bê bọc, bọc lâu. Dạ, bọc lâu. Rồi chưa, sớm này đủ chưa? Đủ chưa, đủ chưa. Đó, đó. Người ta không cần thiết mà đi nhận là chứ gì. Người ta cần thiết là người ta gọi người ta nhận hơn nữa. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, cảm ơn. Vô đây có mấy hộ nó không quá. À. Quay quay hộ chiều.